Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa anh chị, vì họ nghĩ con số này là cái con số nó không có tốt, nhưng mà đối với chúng ta, ngày 13 lại là ngày của Đức Mẹ hiện ra với chúng ta. Điều đó Đức Mẹ dạy cho chúng ta rằng chúng ta luôn tín thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa, chứ không phải là ngày này hay là tháng kia. Điều quan trọng là chúng ta biết sống theo niềm tin, sống lời Chúa như Mẹ. Xin Mẹ luôn phù trợ cho tất cả chúng ta là con cái của Mẹ. Và trong thánh lễ trưa hôm nay, chúng ta hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Hôm nay cũng là ngày thứ tư kính Thánh cả Giuse, cũng là năm Thánh Giuse, mà Đức Mẹ và Thánh Giuse là một rồi. Cho nên mà nhà thờ chúng ta cũng chọn Thánh Giuse làm quan thầy. Thì xin Đức Mẹ Thánh Giuse luôn gìn giữ, bảo vệ tất cả chúng ta, các riêng giáo xứ chúng ta. Chúng ta cũng xin ơn sám hối chữa lành, cầu nguyện cho linh hồn cha cố Giuse, linh hồn Phêrô Maria, tổ tiên ông bà cha mẹ, các linh hồn thai nhi và các linh hồn, và linh hồn bà Maria Huệ ở giáo khu 4 mới qua đời, cũng như tất cả những ý nguyện chúng ta dâng cho Chúa trong thánh lễ trưa hôm nay. Giờ đây anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, cho người thiên tâm, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đấng Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin thứ tha tội lỗi chúng con, và vì chúng con không thể làm gì nên công trạng, xin Chúa nhân lời Thánh Mẫu Đức Kitô con Chúa nguyện giúp cầu thay, mà cho chúng con được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỉ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ắt đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nện xuống dần dần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Chung tùng danh Thánh Chúa, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Nào ca ngợi danh Thánh Chúa đi, chung tùng danh Thánh Chúa, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Ca ngợi danh Thánh Chúa, từ giang đông tới lúc chiều tà, Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm. Ai săn tẩy thương đê Chúa ta, đấng ngự chốn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất. Kẻ mòn hèn Chúa kêu ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo tung người cất nhắc từ đông phân cho, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền
quyền quy dân người. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria và ông Cơlôbát, cùng với bà Maria Magdalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, khi hiện ra tại Fatima thì chúng ta biết rồi, Đức Mẹ hiện ra tất cả là 6 lần, từ ngày 13, mỗi ngày 13, từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 1917, cho ba trẻ là Lucia, Francisco và Jacinta. Ở nước Bồ Đào Nha, Fatima là một cái làng nhỏ, một cái làng quê ở nước Bồ Đào Nha. Và hôm nay là ngày 13 tháng 10 thì chúng ta nhắc lại, chúng ta mừng kỷ niệm lần thứ 6 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và 13 tháng 10, tháng 10 còn được gọi là tháng Mân Côi. Hôm nay như vậy chúng ta vừa mừng ngày 13, kỷ niệm lần thứ 6 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mà là tháng 10, tháng Mân Côi. Như vậy có thể nói là chúng ta mừng lễ Đức Mẹ hai lần, hai lần luôn, vừa ngày 13 mà vừa là tháng 10, tháng Mân Côi. Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thì với ba mệnh lệnh mà ông bà anh chị em cũng nhìn thấy chỗ đài Đức Mẹ, giáo xứ Tân Trang chúng ta cũng khắc ba cái mệnh lệnh trên ba cái hòn đá. Mệnh lệnh đầu tiên là Đức Mẹ mời gọi mỗi người chúng ta hãy ăn năn cải thiện đời sống,
Mệnh lệnh thứ hai là mời gọi chúng ta siêng năng lần chuỗi mân côi. Và mệnh lệnh thứ ba là tôn sùng trái tim của Đức Mẹ. Cùng với tháng 10 được gọi là tháng mân côi. Như vậy có thể trong đời sống đức tin của mình, mình thấy việc lần chuỗi mân côi thì nhiều khi mình cũng lần. Mình cũng lần theo một cái thói quen nào đó. Từ bé chúng ta lần chuỗi mân côi, rồi chúng ta đọc kinh mân côi với ba mẹ chúng ta, và lớn lên chúng ta vẫn giữ việc lần chuỗi mân côi. Nhưng mà vào những dịp ngày 13 hay là vào những dịp tháng 10, và nhắc lại cho chúng ta cái mệnh lệnh của Đức Mẹ mời gọi mỗi người chúng ta siêng năng lần chuỗi mân côi, thì điều đó cho chúng ta thấy được rằng cái điều đó là điều quan trọng. Giống như cha mẹ của chúng ta khi dạy dỗ chúng ta là nói với chúng ta những điều quan trọng. Ở đây có rất nhiều bà mẹ có con cái, những điều hay, những điều tốt, những điều lành thì những người cha, người mẹ nói cho con cái của mình, chứ không có ai nói cái điều xấu hết. Cha mẹ nào cũng muốn nói những cái điều tốt lành nhất cho con cái của mình, giáo dục con cái của mình. Như vậy việc Đức Mẹ mời gọi mỗi người chúng ta siêng năng lần chuỗi mân côi là điều hết sức quan trọng mà Đức Mẹ mời gọi và muốn chúng ta thực hiện. Ăn năn cải thiện đời sống đó cũng là Đức Mẹ nhắc lại cái lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu là con của mẹ. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu ra đi rao giảng tin mừng cách công khai, thì lời đầu tiên mà Chúa Giê-xu nói với tất cả mọi người đó là: anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thay đổi tận bên trong. Nó không chỉ là cái hình thức giống như hồi nãy chúng ta trước thánh lễ chúng ta đấm vào ngực: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Thì cái hành động đó là cái hành động của sám hối. Nhưng mà nó có diễn tả cái tâm tình sám hối của chúng ta thật sự hay không thì chỉ có Chúa biết thôi. Chỉ có mỗi người chúng ta biết thôi, và Chúa biết thôi. Còn đấm ngực thì ai, kể cả ông cha cũng đấm ngực, cũng đấm ngực nghe thình thịch luôn. Nhưng mà đó chỉ là cái hành động của sám hối thôi, cái hình thức bên ngoài diễn tả cái sự sám hối thôi. Nhưng mà sám hối đúng nghĩa là thay đổi tận bên trong. Thay đổi tận bên trong, và sám hối có nghĩa là chúng ta quay trở về với Thiên Chúa. Cho nên Đức Mẹ mời gọi và nhắc lại lời của Chúa Giê-xu, mời gọi chúng ta hãy sám hối. Sám hối quay trở về với Thiên Chúa, sám hối thay đổi tật bên trong con người của chúng ta. Còn tôn sùng trái tim Đức Mẹ có nghĩa là chúng ta sống như mẹ, sống bằng trái tim. Chúng ta thấy tượng Đức Mẹ Fatima có một hình trái tim giống như Chúa Giê-xu, trái tim để lộ ra bên ngoài. Chúng ta thấy là mình làm việc gì á, một người nào đó làm thì người ta nói là người đó làm tận tâm, tận lực, tận tâm, tận lực, tức là làm hết tâm, làm hết con tim, làm có tâm. Người nào làm một cái việc gì đó mình thấy tốt lành, nó trời ơi, cái người đó làm có tâm. Có tâm tức là có tim, mà nói đến trái tim tức là nói đến tình yêu thương. Tức là tôn sùng trái tim Đức Mẹ có nghĩa là chúng ta sống bằng trái tim, sống yêu thương. Mà trái tim của Đức Mẹ là trái tim của yêu thương, trái tim của đau khổ vì yêu loài người còn nhiều tội lỗi. Cho nên đó là những lần mà Đức Mẹ hiện ra với chúng ta. Đức Mẹ an ủi, Đức Mẹ nhắc nhở chúng ta. Sống như mẹ cũng có nghĩa là sống theo lời Chúa như mẹ. Trong tin mừng ghi nhận cho chúng ta biết là Đức Mẹ nói lời xin vâng thí tin Chúa, Đức Mẹ luôn suy đi nghĩ lại trong lòng những lời của Chúa Giê-xu. Lời xin vâng mà Đức Mẹ thưa với Thiên Chúa trong ngày truyền tin thì không chỉ là trong ngày truyền tin, nhưng mà trong suốt cuộc đời của Đức Mẹ. Như bài tin mừng của Thánh Luca, xin lỗi, của Thánh Gioan mà cộng đoàn chúng ta vừa mới được nghe, cho chúng ta chứng kiến cái khung cảnh Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá của Chúa Giê-xu. Đức Mẹ đứng vững, Đức Mẹ đứng vững, Đức Mẹ đứng dưới chân của thánh giá của Chúa Giê-xu để cùng với Chúa nói lời xin vâng với Thiên Chúa Cha cho đến tận cùng, cho đến tận cùng. Và trước khi chút hơi thở cuối cùng, Chúa Giê-xu đã trao phó
Thánh Gioan cho Đức Mẹ và trao Đức Mẹ cho Thánh Gioan với cái ý nghĩa là mẹ mãi mãi là mẹ của chúng ta và chúng ta mãi mãi là con cái của Đức Mẹ. Kính thưa anh chị em, chúng ta biết là trong cái hoàn cảnh lúc mà Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thì lúc ấy có chiến tranh thế giới thứ nhất và lúc đó có một cái đại dịch cúm Tây Ban Nha. Mẹ mời gọi con cái của mẹ là hãy hoán cải, hãy hoán cải, hãy thay đổi đời sống, hãy siêng năng lần chuỗi mên côi. Và Đức Mẹ nói trái tim mẹ sẽ thắng. Trái tim mẹ sẽ thắng có nghĩa là Đức Mẹ mời gọi chúng ta cùng với mẹ cầu nguyện với Thiên Chúa với một cái tình yêu, với một lòng tín thác thì Thiên Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta. Và Đức Mẹ nói chiến tranh sẽ kết thúc và dịch bệnh cũng qua đi. Chúng ta đang sống trong một cái dịch bệnh COVID-19 mặc dù là đã hết giãn cách rồi. Ở trên mạng cũng hay nói vui với nhau là hết giãn cách có nghĩa là hết cách. Hết cách rồi, bây giờ phải giãn ra thôi chứ bây giờ không có thể nào mà chốt chỗ này, chốt chỗ kia. Thôi cái việc đó là việc của xã hội, nhưng mà chúng ta đang nói rằng cái dịch bệnh nó vẫn đang hoành hành. Chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Fatima hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta nhớ về cái mệnh lệnh mà Đức Mẹ mời gọi mỗi người chúng ta, đó là mời gọi chúng ta hãy biết ăn năn, hoán cải đời sống của chúng ta. Chúng ta nhìn vào đời sống mình, đâu là những tội lỗi, đâu là những cái thiếu sót. Dĩ nhiên con người chúng ta có nhiều cái yếu đuối, nhiều cái vấp phạm, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có cái tinh thần sám hối ở bên trong, chứ không dừng lại là những cái cử chỉ ở bên ngoài. Cái điều quan trọng vẫn là cái tâm tình sám hối ở bên trong. Và cách riêng trong tháng 10, tháng mên côi này, mời gọi mỗi người chúng ta siêng năng lần chuỗi mên côi. Xin mẹ thương ban cho chúng ta ơn của Chúa. Xin mẹ phù trợ cho chúng ta, xin mẹ khẩn cầu cho chúng ta. Và xin mẹ giúp cho chúng ta biết sống theo tinh thần sứ điệp Fatima mà Đức Mẹ mời gọi. Và chúng ta luôn tin rằng Đức Mẹ không có ở xa chúng ta đâu, mà Đức Mẹ luôn ở gần với chúng ta. Đức Mẹ luôn đồng hành với chúng ta trong đời sống. Amen. Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng bao chuyện công ban này là hoa màu đời đời và công lao của con người xin dâng lên Chúa trở nên ban bình sinh hợp chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Trời đã chúc tụng Chúa rộng và cho hội đường này sáng và bị kênh và công lao của người sinh nhân trở nên trở nên của uống khi yêu cho chúng con chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Thầy Chúa là chúng Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Đề ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, con một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi người Giáng sinh, đức đồng trinh của Thánh Mẫu đã không bị thế mà bị tổn thương, nhưng đã được thánh hiến. Nay ước gì con một Chúa cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lời Cha chi nhân, chúng con xưng tụng Cha là đấng kỳ diệu. Khi Cha tuyên phong các thánh, nhất là trong dịp kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, chúng con dùng chính lời người hát mừng tạ ơn để ca tụng Cha nhân hậu. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Thật thế, Cha đã thực hiện những kỳ công trên toàn cõi địa cầu và rộng ban tình thương cho muôn vàn thế hệ. Khi nhìn đến phần hèn nữ tỳ của Cha và nhờ Đức Trinh Nữ, Cha ban cho nhân loại đấng cứu độ là Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thanh nhan Cha, thờ lạy Cha uy linh cao cả, xin cho chúng con được đồng thánh với các ngài tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thân là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con, Đức giám mục phụ tá Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Xin ơn sám hối, xin ơn bình an và chữa lành. Cầu nguyện cho linh hồn cha cố Giuse, linh hồn Phêrô Maria, linh hồn Maria mới qua đời, tổ tiên ông bà cha mẹ, các linh hồn thai nhi và các linh hồn và những ý nguyện chúng con dâng cho Chúa trong thánh lễ trưa hôm nay. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bản trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đấy chiên Thiên Chúa, đấy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ cử hành thánh lễ kinh nhớ Đức Trinh Nữ Maria và đã được ăn ban bởi trời,
Xin cho chúng con biết noi gương Đức Trinh Nữ Rất Thánh mà hết lòng công tác vào công trình cứu chuộc của Đức Kitô, người hằng sống và hiến tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muôn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phu nhờ phúc lành của Ngài. Xin cho anh chị em ở mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ người anh chị em đã đang lãnh nhận đấng ban sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây. Xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng ở trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.